Chương trình kích cầu du lịch Đà Nẵng tri ân thu hút hơn 150 doanh nghiệp với đa dạng hình thức như giảm giá sâu, gia tăng số lượng và chất lượng các dịch vụ, lữ hành, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí. Trong đó có 3 thời điểm vàng gồm Đà Nẵng Fantastic Beach từ ngày 17 đến ngày 31 tháng 7 với tuần lễ giảm giá sâu đối với các dịch vụ nghỉ dưỡng biển. Chương trình Đà Nẵng Fantastic Fortnite từ ngày 23 tháng 11 đến mùng 6 tháng 12 với du lịch mua sắm giải trí kết hợp với tuần lễ kích cầu và chương trình Đà Nẵng Fantastic Week chào Giáng sinh và năm mới. Ngoài ra, các điểm đến như danh thắng Ngũ Hành Sơn và các bảo tàng tại thành phố cũng sẽ miễn phí vé tham quan đến hết tháng 8. Nhân dịp này, Đà Nẵng cũng chính thức ra mắt Quỹ Xúc Tiến Phát Triển Du Lịch với nguồn vốn 3,85 tỷ đồng nhằm nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, gìn giữ môi trường du lịch.